Bửu Lộc đã phải băng ra ngoài vòng cấm. Thẻ vàng dành cho thủ môn của đội chủ nhà. Có lẽ không còn cơ hội để cho sổ số Kiến Thiết Cần Thơ có thể gỡ hòa. Người bị đau là Duy Long. Một thành viên trong ban huấn luyện của sổ số Kiến Thiết Cần Thơ đã không giữ được bình tĩnh. Vừa rồi thì một thành viên của đội khách đã có những hành động không đẹp. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã truyền quyền chỉ đạo của thành viên ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Sài Gòn, một tình huống băng ra và can thiệp rất nguy hiểm của Bửu Ngọc.